xin chào mọi người đến với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Hiện tại Kiều đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Kiều sẽ giới thiệu về dòng xe B125 ha. Thì đầu tiên Kiều sẽ vô phần thiết kế của dòng xe B125. Có phần thiết kế là thể thao mạnh mẽ nè, phù hợp cho những bạn nam thích cái sự cá tính ha. Vô phần thiết kế của dòng xe B125. Thông thường thì những dòng xe khác thì được bóng đèn, thì được trang bị bóng đèn lớn ở trên phần đầu xe. Còn đối với dòng xe B125 thì bóng đèn được dời xuống phần mặt nạ đây. Bóng đèn hai bên đèn thì được sử dụng đèn LED nha mọi người. Đi lên phần xi nhan đây, như dãy xi nhan thì cũng được sử dụng đèn LED luôn. Đi xuống phần bánh xe của dòng xe B125, sử dụng hệ thống phanh đĩa ha. Đây. Lên phần mặt đồng hồ của dòng xe AB được thiết kế là cao cấp, hiện đại. Thì trong phần mặt đồng hồ thì có hiển thị lên cho mình xi nhan trái phải, km/h và giờ nữa ha, kim xăng. Thì bên tay trái của Kiều thì có trang bị thêm cho mình công tắc cấp pha, còi, xi nhan trái phải. Bên tay phải thì được trang bị thêm công tắc 3 giây, đây nút đời. Thì đối với dòng xe thông thường thì những dòng xe khác thì bình xăng thì được trang bị ở trong cốp xe ha. Còn đối với dòng xe AB125 thì bình xăng được tích hợp ở ngoài phần gác chân. Thì vô phần cốp xe. Cốp xe của dòng xe AB125 là khá là rộng ha, để tầm khoảng hai nón bảo hiểm, ống mưa, áo phát, những đồ vật dụng cá nhân khác ha. Thì trong phần cốp xe thì có trang bị thêm cho mình cái bóng đèn LED này với lại cổng sạc ha. Nãy giờ Kiều cũng có giới thiệu sơ về dòng mẫu xe B125. Thì đối với dòng xe B125 phiên bản cao cấp thì đang có giá tầm khoảng hơn 41 củ. Đối với phiên bản đặc biệt thì tầm khoảng hơn 43 củ rồi ha. Thì các hồ sơ gồm có căn cước công dân hoặc bảo hiểm y tế bằng lái xe. Thì các bạn muốn biết thêm chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0359 202 919. Thì hiện tại trong tháng 9 này bên cửa hàng Kiều đang có chương trình tham gia vòng quay may mắn trị giá lên đến 5 triệu đồng, thì quà tặng gồm quạt hơi nước, chải chống dính, vân vân. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Chào mọi người.